Chào mọi người, quay lại kênh mẹ khuôn cũ của mình. Hôm nay mình có một số đồ như thế này giới thiệu tới mọi người nha mọi người. Này, bàn bịch dây Makita 14 này, ổ cầm điện Nhật này, đồ TV này, 146 này, bàn bịch Hilti này, bàn bịch Makita này, bàn bịch Nati khoan bê tông, đủ hết nha mọi người. Đây, đầu tiên mình sẽ giới thiệu con này, Hilti bàn bít 14.4V pin ni lông nha mọi người. Đó, đợi mình chút. Điều tóc thẳng ok hết nha mọi người. Này, hai cấp nhanh chậm ở đây này, số 1, số 2 này, số 2 này. Ok, đầu con này thì hình như không có rơ, đầu không có rơ nha. Hilti đặc biệt là đầu không bao giờ rơ, phần cơ của nó rất là ghê. Này, con này thì mình bán cái với vỏ pin. Đây, vỏ pin thì không chạy nha mọi người, hồi nãy cục pin tết của mình đó, còn vỏ pin thì chắc chắn không chạy rồi, về mọi người đóng pin rồi. Ok, con này con số 1, thân máy vỏ pin mình bán 750 nha, thân máy vỏ pin 14.44 nha mọi người. Con này có chỉnh nhanh chậm là 1 2. Số 1, thân máy vỏ pin 750. Ok, số 2 ở đây mình có một cái đèn pin Hitachi 18V. Đây pin Hitachi 18V. Còn rất là mới, có cái dây đeo này. Chế này mở dài ra được nha mọi người. Đó, còn rất là mới. Khoảng cỡ 30 phút là để bài nhá, quý đỡ cái báo bình thì là để bài nhá. Ok. 18V nha mọi người. Đó, 18V này. Hitachi 18V. Đây. Đó, cái này thân máy mình bán 450 ngàn nha mọi người, 18V. Số 2, 450. Ok, số 2, 450. Số 3 là mình có một cái đèn Makita 14V. Đây, đèn Makita 14V nha mọi người. Makita 14. Ngoại hình con rất là đẹp. Thân máy mình bán 380 ngàn. Số 3 380. Ok, số 4 số ở đây mình có cái gì nhỉ, số 4 mình có một con khoan Makita 18V. Đầu thì đang bị kẹt, đầu này dễ tháo ra lắm nha mọi người, dễ tháo lắm. Đầu thì mất cái nút chuyển ở trên này, vẫn chuyển được nhưng mà mất cái nút rồi. 18V nha mọi người. Đó, con này thì không có búa đâu, 18V, 16 cấp trượt, 1 cấp khoan, 2 chế độ nhanh chậm. Ồ, bốc khỏi, đen sáng. Thôi, con này,
Con này mình chỉ sợ nó bị chảy cuốn thôi. Bán bao nhiêu thì được nhỉ? 400. Con này mình bán 400. Về mọi người mua cuốn thay vẫn rơi nha mọi người. Không thì cuốn lại. Anh nào hay thì cuốn lại. Cuốn lại thì hãy khoảng 3-40 ngàn hoặc 50 ngàn chứ đó. Con mua cuốn thay thì hãy khoảng 150 ngàn. Xài ngon. Một con khoan Makita 18V nha mọi người. Mất cái nút đây này. Mất nút này nhưng vẫn chuyển được nha mọi người. Đó. Con này mình bán con số 4 bán 400. Nó vẫn chạy mà nó bốc khói, chắc là chạy cuốn mất rồi. 400. Chạy cuốn thì quá ngon. Về cuốn lại sướng này chứ. Con không thể mua cuốn mới. À 5. 5 ở đây hôm nay mới có một con bắn vít Makita 742. Bắn vít Makita 742. Đợi mình chốt để mình kèm. Con này có búa nha mọi người. Đây ngoài hình của nó đây. 020. Đây. Âm dưới, dương trên. Có búa nha mọi người. Con này có búa, gập được này. Đây, cái này là khóa co, mở co. Cái này bật đèn này. Bật đèn nha mọi người. Tắt đèn. Bật đèn. Tắt đèn. Ok. Dòng này có búa nha, rất là mạnh. 742 Makita. Mình chưa. Con này mình bán 600. 65. Năm 600. Sáu trăm thân máy nha mọi người. Rồi số 6. Số 6 là một một con vịt gập Nati 7410. Con này có ngắt lực nha mọi người. Ngắt lực 21 cấp ngắt lực, 1 cấp khoan, 2 chế độ nhanh chậm. Đó. Con này made in Japan luôn này. Ok. Chưa? Khóa co này. Bật đèn này. Rồi, con này thân máy mình bán 480 nha, số 6. Thân máy đó con có pin nào có pin tẹt của mình nhau thôi. 6480. Bài. Bài là con Catiren Hitachi 9V 12V. Con này là cắt tí 3/8. 3/8 là tí 10 đó mọi người nè. Con này thì không có lưỡi. Này không có lưỡi nhá. Máy thì chạy bình thường mà không có lưỡi thôi. Hai chế độ cắt, chế độ nén, chế độ chậm.
Đó. Máy chạy bình thường mà có rưỡi thôi nha mọi người. Rồi. Con này thân máy. Thân máy như thế này bạn rẻ cho mọi người đi, 220. Với mọi người tự chế cháo hoặc là mua vô rưỡi gắn vô 220 thôi nha mọi người. Số 7. 220. Rồi, số 8. Số 8 là một con bần vít Pana chạy 14-18 vô luôn. 14-18 luôn nha mọi người. Không phải 14 không đâu. Này. Mười bốn mười tám nha. Đó. 21 cấp trượt. Một cấp khoan. Đây. Đấy là có 3 cấp chỉnh này. Con môn tí nhưng có 3 cấp chỉnh nữa nha mọi người, chứ không phải 2 cấp chỉnh như mấy con bình thường đâu. Đó. Khi mọi người về chế độ, đây là bắn vịt này. Đây là bắn vịt này. Chế độ này bắn vịt này. Đây là cái về chế độ khoan này. Chế độ khoan sẽ có bắn khoan nhanh và chậm nữa. Ok. Sẽ có nhanh và chậm nữa. Đó. Vừa khoan vừa bắn vịt. 14-18V. Con này á thì mình là thẳng luôn. Về á, cái rô to của nó chạy rồi. Mình đã quấn lại. Mình quấn lại thì chạy ok, nhưng mà ai mà không thích thì về thay rô to hoặc là mua rô to mới hoặc tự quấn theo ý mọi người thì tùy mọi người. Đây mình quấn lại chạy ok rồi đây. Ok. Chờ chậm này. Bắn bính này. Ok, bật đèn này, tắt đèn này. Đó, con này mình bán thân máy, vỏ pin. Thân máy, vỏ pin nha mọi người. Ngoài hình còn khá là đẹp. Thân máy, vỏ pin, mình bán 800 ngàn. Hồi nãy là cục pin tẹt của mình, đây là vỏ pin của nó này, vỏ pin 14 này. Thân máy, vỏ pin 800. Số 8. Thân máy vỏ pin 800. Ok. Đây. Ở đây mình có ba cổ cảm nhật. Ổ cảm nhật này á thì mình nói như thế này này. Ổ cảm này là ổ cảm nhật. Cho nên á ở trong này nó có một cái chống sét. Mà chống sét đó thì nó dùng điện 100V. Nếu như mọi người muốn cắm điện 220 á thì mọi người phải mở ra cắt cái chống sảy đó đi, nối thông lại với nhau thì mọi người sẽ xài 220V được. Ok. Con ổ cắm này á hiện tại chỉ xài 110V thôi. Đây nó có cái chống sảy ở đây. Chống sảy ở đây á, bên mọi người cắt cái chống sảy ra thì vẫn xài 220 bình thường. Mình thì mình bán dính như thế này cho mình không có cắt ra nối lại nha mọi người. Đây mình bán dính như thế này. Hai sợi này, hai ổ này á là dây dài. Mình bán 200 một ổ. Hai sợi này á, ổ này á, dây ngắn, mình bán 150 ngàn. Đây mình test từng ổ một cho mọi người xem. Ổ thứ nhất này. Đó, tất cả đang sáng hết nha mọi người. Sáng này, để sáng hơi mơ mơ này. Nhưng vẫn sáng nha. Sáng này, sáng này, sáng này, sáng này. Ok. Ổ cảm nhật đang hoang nha mọi người. Này. China xuất Nhật. 1500W thôi đó. 15A. Đây. Cái này là số 9. Ổ này dây ngắn, mình bán 150.
Ổ này mà dẫn chơi âm thanh với đâu á. Chơi là quá nghiền luôn. Ổ quá chuẩn nha mọi người. Dẫn chơi âm thanh mà chơi 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 đồ âm thanh của Nhật á. Chơi ổ này là quá nghiền luôn. Đây. Đây con sáng ấy đây. Mấy cái này sáng, con sáng mà sáng mờ mờ chứ không phải là không sáng đâu nha mọi người. Đây con sáng này sáng mơ mơ chứ không phải không sáng đâu đó, mười hôm nay mình bán 200 cục, ổ này cũng là 1500W nha mọi người. Mười hai trăm mười một đây đây sáng hết đây, sáng hơi mơ mơ này. Ổ này 12. Ủa? 11 nha mọi người. 11. Mình bán 200. Ổ này mà sai đồ Nhật thì siêu chuẩn luôn. 11 200. Ok. Tiếp ở đây. Đây, ở đấy mình có một con Makita 146X2 18V nha mọi người. 146X2 18V. Thử cho mọi người xem. Con rất là mới, điều tóc thẳng ok hết. Đây sáng. Ok. Đầu thì không hề rỡ nha mọi người. Đầu không hề rỡ. Đây, ngoại hình. Con này có số 12. Mười hai mười hai mình bán 750.000. Có cái việc khác không Trúc? À. 12 750 nha. Nắp đấy chứ. Rồi 13 13 là một con khoan bê tông Makita 2 chức năng 18V rồi. Đây Made in Japan nha mọi người. 163D. Ok. Ngoài hình này công tắc là hơi bị nghiêng nghiêng này. Ồ, điều tóc thẳng ok. Sao nó chạy chậm chậm thế nào đó. Chậm chậm thế này, một là nứt than, hai là chạy cuộn. Một là nứt than, hai là chạy cuộn đó. Đã chiêu được tóc ok. Một lần nứt than hai chạy cuốn nha mọi người. Về mọi người kiểm tra.
18 vốn nha mọi người. 13. 13 mình bán 750 ngàn. Giá này là giá để về mọi người. Dù chạy cuồn mọi người vẫn rơi nha mọi người. 13. 750. Giá này về dù chạy cuồn mọi người vẫn rơi nha. mười bốn ở đây mình có một cục sạc DC 18RA, sạc pin ông Makita từ 7.2 tới 18.8 18V, pin trượt lưới ống nha mọi người. Sạc này sạc nhanh, sạc nhanh 95A này đó. Con này mình tải ok rồi. 14.400. Rồi, ở đây hôm nay mới có một cục sạc. Cục sạc Hitachi 14-18V. Sạc pin lưới ống đời mới này. Đó, cục này đặc biệt là có một cái này đặc biệt nha mọi người, nó có hình chiếc ô tô ở đây này. Chiếc ô tô này ở đấy á là sạc 12V này. 12V ở đấy á có nghĩa là cái đầu vào của nó 12V. Đây kêu đầu này này. 12V có nghĩa là mọi người có thể dùng bình ắc quy. Dùng bình ắc quy hoặc là dùng ắc quy ô tô hoặc là dùng cục pin, ví dụ như cục pin 12V này, mọi người cấp nguồn vào cho nó để nó có thể sạc được pin 14-18V. Có nghĩa là không đơn thuần chỉ là cấp nguồn điện 110 như thế này mà còn có cấp nguồn điện 12V vào đây để sạc này nha mọi người. Đây. DC 12V. Hoặc là AC 110V. Đó. Cục này rất là độc. 15, mình bán 500 nha mọi người. Đây, 15-500. Mười sáu ở đây mình có một con bùa dầu Makita 14V. TS130D này. Con này á thì ngoại hình khá là xấu, nó có bị bể cái chân pin ở đây này. Mọi người nhìn kỹ nha, mình mô tả hết nha. Bể chân pin ở đây này. À, bị gì nữa ta? Hơi mọp ở đây này. Mình test thử coi. Nó vẫn giữ pin bình thường nha mọi người. Ủa. Đục. Nó chạy thì nó có chạy đây. Mà sao nó chạy mà nó rô biến quá đi. Không biết là vì sao à. Đây, nó chạy thì có chạy đấy mà không biết vì sao. Ui. Có vẻ như mất điều tốc hay sao á. Có thắng mà mất điều tốc. Thôi mình không giả bấm nữa nha mọi người. Mọi người về tự kiểm tra. Con này á thì đầu bùa dâu thì không bao giờ rớ ra này. Đen xả này. Ok. Thôi mình bán về mọi người để phụ kiện đấy. Con này con số 16 mình bán 500 rồi thật. Mọi người về mua cái bùa dâu không là 600 ngàn rồi. Cái đâu bùa dâu không là 600 ngàn đâu, mình bán 500 ngàn rất là rẻ rồi nha mọi người. 16-500. Ok.
17 là mình có một con khoan bê tông Panasonic 2818 EZ7880. Con này ngoại hình còn khá là đẹp luôn. Rồi. Ok. Cắm sạc cái pin đó. Đó, chuyển qua chế độ khóa này. Đó, bật đèn này. Tắt đèn này. Đó, con này thì cục pin này, cục pin test của mình. Đây cục pin test. Ok. Đây cục pin test. Mình chỉ bán thân máy thôi. Thân máy này mình bán 1.2 triệu nha mọi người. 1.2 triệu. Cái này là cái số 17. 17 thân máy 1.2 triệu. mười tám hôm nay mình có một con rút về hiệu con tôm, hiệu con tôm hiệu rất là nổi tiếng với đồ nghề của Nhật nha mọi người. Chỗ này hình như là để nó để về này. Đây cái này á mọi người xem này, nó chạy 9.6, rút được 4 cỡ về này. Hai trăm tư, 3.2, 4.0, 4.8, 9.6. Con này á thì mình chưa gặp bao giờ cho nên hồi lúc về mình cũng rất là tò mò, mình mở ra xem thì ở phía trong nó rất là mới, ở ngoài cũ nhưng ở phía trong rất là mới. Với nó bị cấn bay, nó bị nứt vỏ đây này, mọi người thấy không, cấn bay nó nứt vỏ đây này, nhưng mà không ảnh hưởng tới quá trình hoạt động của nó nhá mọi người. Này chỉnh sai này, 3.2, 2.4, 4.8, 4.0. Ok, cục pin đang còn chạy luôn này. Cục pin đang còn chạy, máy đang còn chạy luôn. Ok. Đây, thân máy, vỏ pin. Thân máy, vỏ pin con này mới bán 1 triệu nha mọi người. Rút tri về, rút được 4 cờ tri về luôn. Chỉnh được. Chỉnh này khi mình mở ra mình xem thì chỉnh này nó chỉnh nhông. Chỉnh nhông nha mọi người. Đó, chỉnh này nó chỉnh nhông. Đó, lên xuống. Nên rất là chuẩn. Chứ không phải là chỉnh theo cái đầu số này đâu. Cái đầu tít này đâu. Rất là chuẩn nha mọi người. Đó. Ủa, chỉnh nhông. Chỉnh đồ. Cái này mình cũng không rõ nhưng mình thấy đây là nó chỉnh giống như kiểu số 1, số 2, số 3, số 4 của máy khoán á. Mình mở ra mình có thấy. Bởi ở trong này nó mới rất là đẹp nha mọi người. Nhìn thế này thôi. Hôm bữa mình cũng tò mò mình mở ra mình nghiên cứu thử. Thì rất là đẹp. 18, thân máy bỏ pin mình bán 1 triệu. 1 triệu. Rồi TV. Hiệu con tôm, hiệu con tôm thì quá là nổi tiếng rồi. 19 ở đây hôm nay mới có một con bản đính U Makita 14V này, bản đính U nha mọi người. Đợi xíu mình lấy mình gỗ mình bấm để cho mọi người xem. Đây. Thấy không? Đính này ra này. 7 à 10 nhân 7 tới 10. Là cái này bản đính 10 10 là đẹp.
đến 10-10 là đẹp nha mọi người. Đó, mình để một khúc đính ở đấy cho mọi người về test máy. Ok, con này thân máy mới bán 1.4 triệu. Đây, ngoài hình máy còn rất là đẹp nha mọi người, 14.4V Makita. Ngoài hình máy rất là đẹp, thân máy mới bán 1.4 triệu. 19 1.4 triệu. Hai mươi hôm nay mình có một con Hitachi DDR2 18V. Máy rất là mạnh nha mọi người. Hitachi thì bộ cỡ đừng hỏi. Này, để bật đèn này, tắt đèn này, bảo pin này, bảo pin ok này. Đó, này, tem còn nguyên nha mọi người. WH18DDR2 Hitachi. Ngoài hình thế này đây. Ok. Thân máy mình bán 1.8 triệu. Thân máy 1.8 triệu. Rồi, 21 là còn một con vịt này, vịt giấy nha mọi người. Vịt giấy Makita, con này đủ đồ luôn. Vịt giấy Makita 14V, con rất là đẹp, đủ đồ. Công tắc này là công tắc không có điều tốc này. Thông thường vịt giấy này không có điều tốc đâu. Đó, nó có mùi vịt nữa này. Này, có mùi vịt đấy luôn nha mọi người. Đó, con cái mùi vịt của nó này. Thường thường con này về hay bị mất đâu vịt đó. Này, máy rất là đẹp. Mã hàng của nó đây, Makita. FR440D. Tua của nó 4.000 vòng nha mọi người. Tua 4.000 vòng. Đó. Con này con rất là mới. Con này á là cái đầu giống kiểu cái đầu côn của cái số của nó giống kiểu cái số đầu côn của con bắn vịt thích cáo á. Cho nên là mọi người phải có vịt đây. Nhấn mũi. Nói chung là phải nhấn mũi thì nó mới xoay nha mọi người. Nhấn mũi thì nó mới xoay. Chứ không có tác động vào mũi thì nó không xoay. Rất là an toàn. Đó, vịt dây rất là đẹp. Makita 14V nha mọi người. Đây, con này con số 21. Con này mình bán 850, thân máy 21 850. Đây, mọi người xem ở ngoài hình nữa nha. Đấy, mình không biết là cái giò xó gì đấy này. Giò xó gì đấy mà mình cũng không biết nó gắn vào đâu này. Máy thì mình test thì chạy ok. Đây, chỉnh vịt thế này. Đây, vịt là từ 25 cho tới 41. Ok. Cái này chỉnh được này. Cái này chỉnh cái đồ nóng sâu của vịt đây. Ok.
Rồi được chưa? Rồi. Mọi người theo dõi video thì nhớ ai giúp mình nha mọi người. Ai mua hàng thì hiện với mình là số điện thoại trên tiêu đề. Mình bán hàng ship code. Rồi, cảm ơn mọi người nhiều.